Quý vị và các bạn thân mến, chiếc khăn bông trên tay của Mạnh Tùng đây là một vật dụng rất quen thuộc trong phòng tắm và nhà vệ sinh của chúng ta, phải không nào? Làm sao để chúng ta lựa chọn ra được một sản phẩm phù hợp? Trong chuyên mục kỹ năng cuộc sống ngày hôm nay, Mạnh Tùng sẽ có một vài chia sẻ tới quý vị và các bạn những phương pháp và mẹo nhỏ để làm sao chúng ta lựa chọn ra được những chiếc khăn phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của những thành viên trong gia đình. Đầu tiên đó là về chất liệu của những chiếc khăn. Quý vị nên ưu tiên lựa chọn những chiếc khăn có 100% là cốt tông. Như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta thấm hút nước tốt hơn cũng như là mềm mại hơn đối với da. Ngoài ra quý vị và các bạn hãy lựa chọn thêm về mật độ bông có trên những chiếc khăn. Ở đây là một chiếc khăn tắm Mạnh Tùng lựa chọn ra. Lấy ví dụ với mật độ bông không quá cao, nó sẽ có cảm giác hơi thô ráp hơn một chút. Ở đây Mạnh Tùng lấy ra một chiếc khăn với mật độ bông rất là dày, cũng như là bông thì mịn và mềm nhỏ nữa, giúp quý vị và các bạn có thể chăm sóc được những vùng da nhạy cảm hoặc là chăm sóc cho em bé của mình chẳng hạn. Ngoài việc cảm nhận bằng bàn tay, mu bàn tay thì quý vị có thể nhìn trực tiếp vào những hướng dẫn sử dụng cũng như là ghi chú của nhà sản xuất. Ở đây là 100% cốt tông, giúp quý vị và các bạn dễ dàng hơn trong quá trình chúng ta lựa chọn. Đó là về mặt chất liệu. Vấn đề tiếp theo mà chúng ta cần phải quan tâm khi lựa chọn những chiếc khăn dành cho gia đình của mình, đó là về khối lượng và kích thước. Đây là những chiếc khăn mà quý vị và các bạn rất thường sử dụng trong nhà, phải không nào? Với những chiếc khăn có trọng lượng dưới 500g được coi là khăn nhẹ và trên 500g được coi là khăn nặng. Và với những chiếc khăn nhẹ như thế này, có kích thước chiều ngang khoảng 30cm và chiều dài khoảng 70cm, quý vị và các bạn có thể dễ dàng sử dụng. Đó là kích cỡ khăn trung bình, thì quý vị và các bạn có thể sử dụng với rất nhiều những tác dụng khác nhau. Chúng ta còn có một loại khăn nhỏ nữa với kích thước tương đối khiêm tốn. Đây, chiếc khăn với bề ngang khoảng 30, rất dễ để quý vị và các bạn giặt rũ cũng như là chúng ta sử dụng trong việc lau mặt của mình chẳng hạn. Với những chiếc khăn như thế này, quý vị và các bạn có thể lau người một cách thoải mái, khả năng thấm hút rất là tốt. Quý vị và các bạn thấy sao? Với kích thước lớn như thế này, chúng ta có thể dễ dàng quàng qua người và lau người một cách nhanh chóng, phải không nào? Tuy nhiên với những chiếc khăn lớn như thế này thì chúng ta khó có thể nào mà giặt một cách nhanh chóng được. Chính vì vậy, nó có một tác dụng đặc trưng, đó là để chúng ta lau người sau khi tắm. Với những chiếc khăn mỏng và nhẹ như thế này, quý vị và các bạn có thể sử dụng đặc biệt phù hợp cho mùa hè. Chúng ta cũng có thể dễ dàng lựa chọn ra được những chiếc khăn có chiều rộng tương đối lớn cũng như trọng lượng tương đối lớn. Với những chiếc khăn như thế này có trọng lượng dao động từ 500 cho tới 1 kg. Và khăn càng dày thì nó sẽ càng thấm hút mạnh hơn bởi khối lượng bông nhiều hơn. Với khăn lớn thì phù hợp với mùa đông. Vấn đề tiếp theo mà chúng ta cần phải quan tâm đó là lựa chọn màu sắc cho khăn. Về cơ bản, quý vị có thể lựa chọn những màu mà mình yêu thích, nhưng có một lưu ý nhỏ nhỏ, đó là không nên lựa chọn những màu quá sặc sỡ, bởi trong quá trình sử dụng nó sẽ nhanh chóng phai màu và khiến chúng ta có cảm giác khăn đã bị cũ. Thay vào đó, quý vị và các bạn có thể sử dụng những loại khăn có màu nhã nhặn hơn, màu nhạt hơn một chút, ví dụ như chiếc khăn trên tay của Mạnh Tùng đây. Bông rất là mềm với màu xanh nhạt, nó sẽ khiến cho chúng ta dùng được lâu hơn bởi màu sẽ phai ít hơn. Ngoài ra quý vị cũng có thể lựa chọn theo tông màu cũng như là nội thất và các trang thiết bị có trong phòng tắm của chúng ta. Với những chiếc khăn có tông màu phù hợp, nó sẽ giúp quý vị và các bạn khẳng định được cá tính của mình. Bên cạnh phương pháp lựa chọn màu sắc như trên, chúng ta có thể sử dụng khăn để làm một vật tô điểm trang trí và nổi bật hơn không gian sống cũng như phòng tắm của chúng ta. Nếu như quý vị và các bạn có một căn phòng tắm với màu trắng là chủ đạo hay là màu nhạt, màu xanh, chúng ta có thể lựa chọn rất nhiều những loại khăn để tô điểm cho phòng tắm của mình, giúp tạo ra một điểm nhấn trong không gian sống, ví dụ như chiếc khăn mà Mạnh Tùng đang cầm trên tay đây. Chúng ta vừa nói với nhau về những vấn đề liên quan tới việc lựa chọn khăn, đó là về kích thước, khối lượng, rồi màu sắc và cả chất liệu nữa. Và ngay bây giờ Mạnh Tùng sẽ lựa chọn ra những chiếc khăn mà mình yêu thích nhất. Sau đó chúng ta hãy cùng trao đổi với nhau về phương pháp gập khăn này, vệ sinh cũng như là bảo quản những chiếc khăn tắm. Sau khi đã lựa chọn ra được một chiếc khăn ưng ý, tiếp theo đó là cách để chúng ta sử dụng những chiếc khăn mặt và khăn tắm nhé. Thông thường với những chiếc khăn như thế này, quý vị và các bạn thường gấp như thế nào? Chúng ta gấp đôi lại rồi gấp lần tư, phải không? Nhưng nó sẽ làm cho phần mép của khăn bị nhau và co rúm lại. Vậy chúng ta cần phải gấp thế nào đây? Quý vị và các bạn xác định chiều dọc và chiều ngang của khăn. Sau đó chúng ta làm một thao tác rất đơn giản thôi. Quý vị và các bạn gấp dọc chiếc khăn này lại. Sau đó chúng ta quấn hai mép vào. Rất đơn giản và dễ dàng, phải không nào? Đó, rất gọn gàng và đảm bảo được cả yếu tố thẩm mỹ nữa. Đó là với những chiếc khăn loại nhỏ. Với những chiếc khăn loại trung thì sao? Với những chiếc khăn dài như thế này, chúng ta cũng làm một thao tác gần tương tự. Đó là quý vị và các bạn hãy trải chiếc khăn này ra. Sau đó chúng ta gấp 2 mép vào phần giữa. Nhưng lưu ý chúng ta để một khoảng trống ở giữa để khăn không bị nhăn và nhầu vào nhau. Sau đó quý vị và các bạn gấp làm 3. 1, 2 và 3. Đó, như vậy là chiếc khăn của chúng ta đã gấp rất là gọn gàng rồi.
Ngoài ra quý vị hãy lưu ý đó là khi mà chúng ta treo những chiếc khăn ở các móc cũng nên lưu ý là không để cho những chiếc khăn của các thành viên trong gia đình chồng lên nhau, bởi nó sẽ là điều kiện rất tốt để vi khuẩn phát triển cũng như khăn sẽ không được khô ráo. Đây là cách để quý vị và các bạn gấp được những loại khăn lớn. Đây, Mạnh Tùng sẽ... Với loại khăn lớn như thế này, quý vị và các bạn hãy gấp 2 mép vào giữa, nhưng thay vì gấp dọc chúng ta hãy gấp ngang như thế này. Rất đơn giản phải không nào? Và hãy lưu ý chúng ta vẫn để ra một khoảng cách, một khe hở ở giữa để khăn không bị nhăn vào nhau quý vị và các bạn nhé. Sau đó chúng ta hãy gấp 2 mép lại. Rồi, quý vị và các bạn gấp đôi lại như thế này. Rất gọn gàng và vuông vắn rồi. Quý vị và các bạn có thể sử dụng trong việc là cất giữ trong tủ hoặc là mang trong những chiếc vali để đi du lịch. Hy vọng với những mẹo nhỏ mà Mạnh Tùng đã chia sẻ tới quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã có những điều cần thiết để lựa chọn, sử dụng và bảo quản những chiếc khăn tắm và khăn mặt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.